Xin kính chào quý vị và các bạn, Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần điểm tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Công an đọc lệnh bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Ngày 15 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Quá trình bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Đối tượng liên quan trong vụ ông Lưu Bình Nhưỡng từng phạm tội như thế nào? Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt vì cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cho biết, ông Nhưỡng bị bắt để điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Vậy Cường Quắt là đối tượng như thế nào? Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Được biết, các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quát, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Theo tài liệu điều tra, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều để sử dụng làm phương tiện gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền cho nhóm của Cường theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Sau đó, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Được biết, ngay trước vụ án cưỡng đoạt tài sản kể trên, đối tượng Phạm Minh Cường cũng đã bị khởi tố, bắt giam về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng vào năm 2022. Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, quê quán tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Nhưỡng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, 2016 đến 2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, 2016 đến 2021, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Thụy Sĩ. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật, từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông Nhưỡng làm tránh văn phòng Tổng cục Thi hành án Dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 do quá tuổi theo hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương, xóa sổ nhóm giang hồ Cường Quắt, bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Biết được quy hoạch của tỉnh Thái Bình, một số đối tượng đã đón đầu, tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép bãi chiều huyện Thái Thụy, sau đó cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự, cưỡng đoạt tài sản. Sau khi nạn ngao tặc được dẹp, khu vực bãi chiều huyện Thái Thụy xuất hiện một số đối tượng công nhân xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều để phục vụ cho hoạt động tội phạm sau này. Cụ thể, nắm được khu vực bãi chiều huyện Thái Thụy sẽ quy hoạch cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát, một số đối tượng đã đón đầu, tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều, sau đó gây sức ép với các doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát để cưỡng đoạt tài sản. Nổi lên trong số đó là Cường Quắt, tức Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, một tay giang hồ, xã hội đen mới nổi ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Dù còn khá trẻ và mới nổi, song Cường Quát từ lâu đã được dân anh chị Thái Bình xếp chung mâm với giang hồ Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, hay Nguyễn Văn Bình, thường gọi Bình Vổ, chung cờ bạc với giới đá gà có tiếng cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc. Qua công tác nắm địa bàn,
Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Cường Quát có biểu hiện móc nối với một số người có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển, hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Thái Bình. Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 5 người trong băng nhóm do Cường Quát cầm đầu để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự. Các bị can gồm Cường Quát, Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 2002, Nguyễn Thái An, sinh năm 2002, Nguyễn Thành Long, sinh năm 2001, Nguyễn Thành Công, sinh năm 1999, cùng trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng ra lệnh khám xét chỗ ở tại xã Thụy Xuân đối với Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thái An, Nguyễn Tiến Thành, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Minh Cường tại xã Thụy Xuân và xã Tân An, huyện Thái Thụy trước đó. Khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại quán ăn nhà anh N, T, L, ở xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường Quát cùng Hoàng Gia Vương, sinh năm 2002, trú tại xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng và một số người khác ngồi uống rượu. Trong quá trình ăn uống, Vương và Nguyễn Thành Công, sinh năm 1999, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến Cường Quát, Vương xô sát với Công và nhóm người cùng phe của Công gây mất an ninh trật tự. Vương sau đó bị thương, phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngày 17 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Cường Quát về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, khi biết thông tin một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều nhằm gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường Quát và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Mở rộng điều tra, ngày 14 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Xây nhà trên hành lang an toàn giao thông nói tới giang hồ Cường Quát, nếu chỉ đơn thuần là ẩu đả gây thương tích hay cưỡng đoạt tài sản, thì chỉ xếp vào hạng giang hồ tép diêu ở Thái Bình. Lý do Cường Quát được xếp ngang hàng với giang hồ Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, hay Nguyễn Văn Bình, thường gọi Bình Vổ, theo nhiều người dân ở Thái Bình, là do máu liều, sự lì lợm không sợ chết của Cường Quát, gắn với giai thoại dùng dao đấu lại súng, xảy ra vào tháng 7 năm 2013. Ngoài ra, ở địa phương, gia đình Cường Quát còn có tiếng là không chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai. Theo phản ánh của người dân, ông Phạm Minh Duyên, bố Cường Quát đã có hành vi vi phạm đất đai ở trên địa bàn, như tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất an toàn hành lang giao thông. Sau khi phát hiện ra vi phạm, chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu ông Phạm Minh Duyên phải tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, gia đình ông Phạm Minh Duyên đã không chấp hành nên Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy đã tiến hành cưỡng chế tại khu đất thuộc xứ Đồng Đông, thôn An Cố Nam, xã An Tân do ông Phạm Minh Duyên tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật và xây dựng công trình thuộc hành lang an toàn giao thông tuyến đường tỉnh điện thoại 46. Nguồn tin của báo Công Thương cho biết, theo nguồn tin, phạm vi thực hiện cưỡng chế gồm toàn bộ khu nhà xây kiên cố với tổng diện tích 443m² và công trình xây dựng trên phần đất nằm trên hành lang an toàn giao thông tuyến đường tỉnh điện thoại 461. Buổi cưỡng chế thành công, bảo đảm đúng quy định pháp luật, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, luật. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.